Ở tập trước, Chui đã lên kế hoạch cho trận bán kết. Đối thủ của họ đều là những tinh anh của mùa giải này. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 52, học viên Slay khắc mặc đồng phục màu xanh biếc bước vào quảng trường Tinh La trong tiếng reo hò cổ vũ của hầu hết các khán giả. Cuộc thi sau một tháng, từ ban đầu trên 100 đội đến nay chỉ còn 4 đội. Đối với 4 đội vào bán kết, mỗi đội nhiều nhất chỉ phải đấu 2 trận nữa. Thế nhưng đồng thời cũng là những thời khắc quyết chiến cam go nhất. Khi còn khoảng nửa canh giờ nữa là bắt đầu thi đấu, thì cả 4 đội cùng có mặt đầy đủ trên quảng trường. 4 đội nếu như ngẫu nhiên nhìn thấy đối thủ đều tỏa ra bừng bừng chiến ý. Trong khu vực chiến đấu vì còn quá ít người nên không thấy vẻ hồi hộp căng thẳng như mấy lần trước, mà thậm chí còn có một chút vắng vẻ tiêu điều. Ngày đầu tiên của vòng bán kết chính là đoàn chiến. Trong tay của vòng bán kết là một cường giả bậc phong hào đấu la, danh hiệu thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự. Đội trưởng bên phía học viện Sử Lê Khắc là Mã Tiểu Đào, học viện Nhật Nguyên Hoàng Gia Hồn đạo sư là Mã Như Long, học viện Đế Áo là một thanh niên cao to trông rất trầm tĩnh, còn phía Đế Quốc Tinh La là một cô gái, cô là công chúa của Đế Quốc Tinh La, Cửu Cửu. Đối thủ của Sử Lê Khắc chính là học viện Tinh La của Tinh La Đế Quốc. Quy tắc vòng bán kết có một chút thay đổi so với hai vòng trước. Trong lần này, hai đội thi đấu đoàn chiến xong sẽ đến thi đấu cá nhân, nếu thắng cả hai trận ấy mới xem như thật sự chiến thắng, còn không sẽ phải đấu tiếp một trận 2-2-3. Nói một cách khác, ưu đãi khi mà chiến thắng đoàn chiến lúc này không còn ý nghĩa nào nữa. Phía học viện Sử Lê Khắc, mọi người đồng thanh hét lớn, trong mắt mọi người đều hừng hực chiến ý. So với không khí sôi sục bên học viện Sử Lê Khắc thì phía học viện Tinh La có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Từng thành viên nối đưa nhau bước lên sàn đấu với sự dẫn đầu của công chúa Kiều Kiều. Cô nhìn về phía học viện Sử Lê Khắc với vẻ bình thản. Thế nhưng ánh mắt của cô không phải dừng lại trên người đội trưởng học viện Sử Lê Khắc Mã Tiểu Đào, mà chính là Vũ Hào. Vũ Hào cũng đang nhìn về phía học viện Tinh La, nên bỗng chốc hai ánh mắt chạm vào nhau. Vũ Hào hơi sững người khi mà trông thấy cô công chúa tào nhã cao quý kia đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Tuy không hiểu vì sao, thế nhưng Vũ Hào vẫn híp mắt, trong mắt hóa thành màu xanh biếc. Mặc dù tu vi của cả hai chênh lệch khá nhiều, thế nhưng thoáng chốc tiếp xúc, công chúa Kiều Kiều cảm thấy cả người đột nhiên lạnh run. Mã Tiểu Đào dẫn đầu, đối tượng hành lang lạc thần bối bối từ Tâm Thạch Vũ Hạo và Vương Đồng nối đuôi theo sau, hai đội ngũ lần lượt bước lên sàn đấu. Vòng bán kết chưa bắt đầu mà thành viên hai đội đã nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Ánh mắt công chúa Kiểu Kiểu bỗng có một chút biến hóa, đôi mắt màu lam sáng ngời tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, nếu cẩn thận quan sát lại thấy nó như là mặt biển cuồn cuộn sóng nước vậy. Hai mắt của Mã Tiểu Đào sáng rực, hơi thở âm trầm mang đến áp lực thật lớn cho đối thủ. Hai đội nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng trong quá trình này, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Mà cũng ngay lúc này, trận hình của hai đội dần dần được triển khai. Bên phía học viện Sử Lê Khắc có một chút thay đổi, đứng đầu vẫn là Mã Tiểu Đào và đối tượng hành cộng thêm bối bối. Nhưng lúc này, ở phía sau bọn họ là Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch đứng che trước người Lăng Lạc Thần, còn ngay sau cô nàng chính là Vũ Hạo và Vương Đông. Bên phía học viện Tinh La lại có thế trận tương đối kỳ lạ, 6 người tạo thành một hình tam giác theo đội hình 1-2-3, sau cùng là công chúa Kiều Kiều. Ánh sáng màu vàng từ đôi mắt của cô càng lúc càng rực rỡ, rất có phong vị của một thống soái. Từ Tam Thạch mỉm cười nhìn công chúa Kiều Kiều vô cùng chăm chú, khi mà hắn thấy cô nhìn về phía mình thì mỉm cười xấu xa. Tác dụng của Huyền Minh Chí Hoán lớn như thế nào, mọi người cũng đã thấy, cho dù biết trước hay không cũng khó mà tránh thoát được. Giống như lần thứ hai bọn họ đấu với học viện Chính Thiên, trận đấu vừa bắt đầu, Từ Tam Thạch lập tức không chút do dự dùng nó thay đổi vị trí với Diệp Vô Tình. Sau đó, dĩ nhiên Diệp Vô Tình không tránh khỏi việc bị đánh hội đồng. Không phải bất cứ đội ngũ nào dự thi cũng có vô địch hộ cháo. Đây là kiện vũ khí chỉ dùng được một lần mà giá còn cao ngất nữa chứ. Từ Tam Thạch sau khi hoán đổi vị trí với Diệp Vô Tình, dĩ nhiên cũng không làm xấu danh bỉ ổi của mình. Hắn sử dụng một chiêu Huyền Minh Chấn cầm chân những người xung quanh rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi sàn đấu. Học viện Chính Thiên mất đi Diệp Vô Tính thì cục diện lập tức là nghiêng về một bên, cho nên lúc này nhìn vẻ mặt của Từ Tam Thạch, ngay cả công chúa Kiều Kiều cũng phải nhíu mày, rõ ràng cô có một chút kiêng kỵ với kỹ năng Huyền Minh Chỉ Hoán kia. Trận đấu lúc này chính thức được bắt đầu, hai đội đều có phản ứng cực nhanh, nháy mắt sau đều đã phóng xuất ra vũ hồn của mình. Vũ Hào lập tức sử dụng tinh thần thám sát, đồng thời nhìn về phía công chúa Kiều Kiều, hắn rất tò mò suốt cuộc vũ hồn của vị công chúa này là gì. Vị công chúa điện hạ ấy rất có thể là một chiến hồn sư hệ phụ trợ. Hệ phụ trợ không phải đều là khí hồn sư sao? Vũ Hào vô cùng thắc mắc và tò mò, thế nhưng hắn không có nhiều thời gian đành bước lên sàn đấu. Trên trán công chúa Kiều Kiều bỗng lóe ra ánh sáng màu vàng kim, sau đó xuất hiện một vật giống như một viên bảo thạch hình thoi màu vàng. Vũ Hào vừa trông thấy vật kia lại nhớ đến sinh linh nhãn của mình, mà vị trí xuất hiện cũng khá giống với sinh linh nhãn của hắn. Có điều đây cũng không phải là con mắt thứ ba của công chúa Kiều Kiều. Viên bảo thạch hình thoi màu vàng ấy sau khi xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng màu trắng ánh kim, sau đó bay ra khỏi trán của cô, lơ lửng trên bầu trời, sau đó hóa thành một cái vương miện từ từ rơi xuống đầu của cô. Chiếc vương miện ấy trông như là được tạo thành từ vô số đốm ánh sáng nhỏ màu vàng, lấy viên bảo thạch hình thoi đầu tiên làm khởi điểm, xung quanh xuất hiện thêm 18 viên ánh sáng khác, tạo thành một vòng cong mũi nhọn vô cùng xinh đẹp. Tinh quan, đây chính là vũ hồn của công chúa Kiều Kiều.
hai vàng, hai tím, một đen, năm cái hồn hoàn cùng lúc xuất hiện bên cạnh cô. Cô rõ ràng là một cường giả bậc hồn vương. Mà sáu người phía trước cô cũng là những cường giả bậc hồn vương mà hôm qua Chui đã giảng giải với cả nhóm. Đội ngũ của học viện Tinh La không ngờ toàn bộ đều là cường giả bậc hồn vương. Tư Tâm Thạch đã phóng thích ra vuồn của mình, hắn cười cười gian xảo, vẻ mặt cứ sợ người khác không biết âm mưu xấu xa của mình. Hắn ngẩng mặt lên trên trời hét lớn: Huyền Minh Chí Hoán! Huyền Minh Quy sắp dẫn trong tay hắn bừng sáng, chỉ về hướng công chúa Kiều Kiều. Cũng ngay lúc đó, vương miện trên đầu của công chúa Kiều Kiều lóe sáng, hồn hoàn thứ ba của cô cũng sáng lên, một cột ánh sáng ánh kim bay thẳng lên trên trời. Cột sáng này vẫn được tạo thành từ vô số điểm sáng nhỏ, xoay tít như là một cơn lốc xoáy, trông hết sức kỳ dị. Nhìn từ bên ngoài khó có người đoán được hồn kỹ này có tác dụng gì. Bên phía học viện Sử Lệ Khắc cũng bắt đầu tấn công, dẫn đầu dĩ nhiên là Mã Tiểu Đào, theo sát cô là Đối Thượng Hành và Bối Bối. Băng trượng của Lăng Lạc Thần đã xuất hiện lơ lửng trên cao, từ đỉnh trượng không ngừng tỏa ra màn sương băng buốt giá bao phủ lấy cô, từ Tam Thạch, Vũ Hạo và Vương Đông. Hơn nữa màn sương băng ấy cũng không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, bóng dáng bốn người bọn họ đã hoàn toàn bị nó che giấu. Đây là hồn kỹ thứ tư mà trước nay Lăng Lạc Thần chưa từng sử dụng. Dỗn trời thôi, Tư Tâm Thạch đã ẩn mình bên trong màn sương băng nhìn về phía công chúa Kiều Kiều, phất tay rồi nói, căn bản hắn không có sử dụng đến kỹ năng Huyền Minh Chí Hoán. Hai mắt của công chúa Kiều Kiều khẽ ngưng tụ, lạnh lùng liếc hắn một cái, cột ánh sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ lấy 6 người phía trước. Nhất thời các thành viên của viện Tinh La đều được một bức màn màu vàng phủ lấy, cả người công chúa Kiều Kiều cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng, ánh chấm màu vàng kia như là những ánh sao xa, càng lúc càng phát sáng theo vương miện của cô. Tốc độ của Mã Tiểu Đào khủng khiếp như thế nào không ai không biết. Chỉ trong tích tắc cô đã bay đến trước mặt đối thủ, ngọn lửa phượng hoàng bùng cháy, đôi cánh phượng hoàng thật lớn đập mạnh sau lưng, một tia phượng hoàng hỏa tuyến bắn thẳng về phía đối thủ hồn vương ngay trước mặt cô. Vì hồn vương này tên là Hoàng Hà Vân, hắn có thể đứng đầu dĩ nhiên là chiến hồn sư hệ cường công. Trước khi công chúa Kiều Kiều xuất hiện, hắn vẫn luôn giữ chức đội trưởng của học viện Tinh La. Vũ hồn của Hoàng Hà Vân cũng khá mạnh, nương tựa theo sự xuất hiện của nó, một dòng khí màu đen khẽ xoay chuyển xung quanh, cơ thể của hắn khẽ tăng vọt, trên trán xuất hiện một ấn ký khá tương tự với chữ vương trên trán của Đối Thượng Hành. Nhưng bộ lông xuất hiện trên người của hắn không có xen lẫn đen trắng mà chỉ là một màu đen thuần thôi. Hắc ám ma hổ, đây là vũ hồn của hắn, một vũ hồn thuộc tính hắc ám khá hiếm thấy, thế nhưng lại may mắn không phải là tà hồn sư. Và dĩ nhiên, thuộc tính hắc ám mạnh mẽ này mang đến cho hắn thiên phú không kém gì bạch hổ của Đối Thượng Hành. Hơn nữa, lúc này trên người của hắn không chỉ có một cái màu đen mà còn được một cái ánh sáng màu vàng kim bao phủ nữa. Hai loại ánh sáng có màu sắc khác nhau vậy mà có thể xung hợp một cách hoàn hảo, không có một chút xung đột, trông hết sức là kỳ lạ. Hoàng Hà Vân thấy kỹ năng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Tiểu Đào bay đến, liền ngửa mặt lên trên trời hét to. Hắn không chút do dự lập tức tung một quyền vào không trung đó lấy nó. Hồn hoàn thứ nhất trên người của hắn cũng lóe sáng, nhất thời trên không trung lóe ra một quầng sáng như nửa vầng trăng vàng nhạt. Ánh lửa đang không ngừng phủ xuống sàn đấu cũng không thể chạm đến vầng sáng kia một chút nào. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lập tức bị cản trở. Đây là kỹ năng đầu tiên của Hắc Ám Ma Hổ, Ám Hắc Ba. Một màn này không khỏi khiến Mã Tiểu Đào giật mình. Còn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến sau khi bị thiêu đốt hóa hồng thì Ám Hắc Ba cũng đã đến trước mặt cô.